trình được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Miyoko với bác sĩ Trương Hiệp, bác sĩ Trần Tử Kình và bác sĩ Nguyễn Minh Trí. 714-546-6575, 546-6575. The Survival Top, GMO Free, Gluten Free, Made in USA. 714-598-0688. Công ty Landcare International, các sản phẩm organic đến từ Nhật Bản. Thời tiết oi ả đã có Pure Air. Pure Air hòa nhịp với cuộc sống. 714-537-9751. Lò sản xuất hộp vịt lộn Long An. 714-898-5918. Chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày nay được trở lại cùng với quý vị với phần 3. Và nếu mà quý vị có bất cứ những cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình, nhất là quý phụ nữ, thì quý vị hãy gọi vào số điện thoại 714-893-3264, 714-893-3264. Và nói tới những cái người phụ nữ mà chuẩn bị mang bầu, thì chúng ta trước hết chúng ta cần phải có những tâm lý chuẩn bị, phải đi bác sĩ thường xuyên. Nhưng mà khi mà người phụ nữ mà họ sanh con rồi đó, xong mới bác sĩ thì cũng rất là quan trọng. Cái quan trọng đầu tiên á là những cái người lớn, ví dụ những cái lời khuyên. Em thấy những người lời khuyên như là ô, mình đi ra đường mình phải nhét còn vô trong lỗ tai, hay là ngày xưa khi mà những cái bà mẹ mà sanh con xong thì nói là để cái thùng champagne kế bên để mà uống vô để nó xả ra mấy cái chất dơ trong người đổ ra đó. Thì bác sĩ thấy trước, bây giờ em hỏi câu, uống vừa sanh xong uống champagne có được hay không, có đúng hay không? Nếu mà chị nói về thuần túy y khoa thì nó không có lý do gì chị uống rượu sau khi sanh hết chị ạ. Thường thì tôi thấy có một số những cái phong tục, mình nói phong tục tập quán của mấy bà cụ xưa, sau khi sanh xong thì làm gì, thì một trong những cái mà chị nói là uống rượu, hoặc là uống rượu thuốc, hoặc là uống champagne. Thì đến nay tôi vẫn chưa hiểu tại cái lý do. Nhưng mà dần dà thì tôi cũng nghĩa là tự tìm hiểu rồi đoán thôi. Đoán thôi. Tại sao? Thì thường thường quý vị thấy là khi vài tháng trước khi sanh á, chị giữ nước rất là nhiều. Giữ nước rất là nhiều, nhiều khi cả 2 lít nước. Và quý vị cũng thấy là sau khi sanh xong, thường thường những ngày đầu tiên chưa đi tiểu nhiều, nhưng sau đó đi tiểu rất là nhiều, để mà xả cái nước mà mình đã giữ trong lúc mang thai. Tại sao trong lúc có bầu cơ thể mình lại giữ nước chị? Chị Nina có biết một chút xíu không? Dạ, mời bác sĩ. Đó là một cái phản ứng của cơ thể để phòng ngừa khi mà chúng ta sanh, chúng ta mất máu. Quý vị thấy là sau khi trong lúc sanh á, thường thường vô nhà thương là họ cho nước điện. Và khi mà đẻ xong thường thường máu tuôn ra rất nhiều trong lúc sanh, nhất là khi mà cái nhau của chị nó chóc ra. Thì lý do đó cơ thể mình ngày xưa nó một cách tự nhiên nó đâu có nước biển chị. Thì khi giữ nước thì quý vị thải cái máu ra, chảy máu ra, thì nước ở trong cơ thể quý vị nó vẫn còn đủ để thay thế cái số lượng máu bị mất, để mà quý vị không bị lâm nguy đến cơ thể. Thì sau khi sanh xong thì cơ thể nó bảo ê, bây giờ mình không cần nữa, thì lúc đó nó thải cái nước còn lại để trở lại cái bình thường. Thành ra quý vị thấy những người phụ nữ mà vừa đẻ xong rất là vui, là tại vì tự nhiên cái mình mất bao nhiêu pound, có thể mất đến 10-15 pound sau khi sanh các chị, trong vòng 1-2 tuần đầu tiên. Thì các cụ lại nghĩ uống rượu vô thì mình hay đi tiểu phải không chị? Mình uống rượu xong chừng độ 1-2 tiếng sau là mình đi tiểu nhiều, thì các cụ nghĩ là để xả cái nước đó ra. Nhưng mà thật ra cũng không cần thiết. Phần lớn, có thể nói trên 95% những phụ nữ sau khi sanh xong họ tự đi tiểu ra cái số lượng nước còn lại trong cơ thể của mình. Thành ra theo tôi thì không có cái lý do nào để mình uống champagne hay là uống rượu. Nhưng mà nếu mà mọi người đến party để mà mừng có con đầu tiên rồi đẹp gái hoặc đẹp trai, mà quý vị bảo ôi tôi thèm miếng champagne để uống cùng với các khách, thì tôi nghĩ uống một ly champagne cũng không có cái gì mà đáng quan ngại. Nhưng mà khi uống thì đừng cho con bú trong những tiếng sau đó, tại cái lượng mà alcohol, tức là rượu cồn ở trong máu của quý vị tăng, thì có thể nó qua sữa,
từ đó em bé mà có bú thì cũng có một số nào lượng nào đó alcohol ở trong rượu nào đó ở trong truyền qua em bé, thì chúng ta không nên và thường thường uống thì có lẽ sau khi cho con bú rồi mình uống, thì sau vài tiếng thì cái lượng alcohol, lượng rượu ở trong máu mình nó cũng giảm hết nhiều lắm, thì cũng đỡ đi. Nhưng mà nếu mà uống chỉ một ly champagne nhấp nhấp một tí thì tôi nghĩ không có cái gì lý do gì mà phải lo ngại. Nhưng mà uống để mà xả thì tôi nghĩ là không cần thiết. Bây giờ cái trường hợp thứ hai chị nói thì tôi thấy thì vui lắm. Có hai cái mình nghe nhiều hay nhất là phải không chị? Là bịt lỗ tai, lấy bông gòn bịt lỗ tai. Thứ hai, mặc áo để cho nó ấm, che lại. Giữ người phải cho ấm, lúc nào cũng phải không giữ lạnh, để cho chị? Mình không có lạnh. Và cái thứ ba nữa là không tắm phải không chị? Dạ. Thì... tôi có thể giải thích được hai cái, còn một cái còn lại thì tôi không biết nhé. Cái bịt tai và cái mà không nên tắm thì theo cái suy nghĩ của tôi, nó phát xuất từ những cái phong tục này, tập quán này, nó phát xuất từ khi mà chúng ta còn rất là nghèo, một cái nước rất là nghèo. Ngày xưa thì làm gì có nước trong robinet chị, phải không chị? Thường thường là tắm ao và hoặc là tắm ở suối hoặc ao, thì quý vị cũng biết là tắm ao hoặc tắm ở nước suối nó có những con bọ, nó có những cái con vi trùng, vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng nó sống trong nước và rất dễ dàng có thể mà xâm nhập cơ thể chúng ta. Nhưng quý vị phải biết ngày xưa rất nhiều người phụ nữ mà đẻ xong có thể chết vì bị sốt, bị nhiễm trùng, tại vì cái dạ con của người phụ nữ lúc đó nó sau khi nhau chóc ra nó như là một cái vết thương và nó dễ vi trùng dễ xâm nhập vào đó, và khi mà xâm nhập mà chúng ta không có trụ sinh thì chỉ có chết thôi nhé. Thì vì lý do đó khi mà tắm sông, tắm hồ đó thì có nhiều vi trùng nó có xâm nhập vào trong cái âm đạo và có thể đi lên đến dạ con và gây ra nhiễm trùng, hoặc những con ký sinh trùng, những con parasite, những giun giết rồi đỉa này nọ kia có thể chui vào lỗ tai, lỗ mũi. Vì lý do đó mà họ thường thường họ khuyên không tắm đó, hoặc là bịt lỗ tai. Đó là một cái suy diễn mà thô thiển tôi nghĩ, nhưng mà chưa chắc đã là đúng, nhưng mà theo tôi đó là vì lý do đó. Còn hiện nay từ những cái lúc mà xã hội tân tiến hơn, nhà cửa sạch sẽ hơn và nước chúng ta được lọc, nhất là nước ở California này, thì quý vị không nên lo lắng về cái chuyện đó. Quý vị không nên tắm bồn sau khi sanh xong, nhưng có thể tắm đứng, tắm vòi hoa sen đó, hoặc là ngoáy lỗ tai, hoặc làm bất cứ cái chuyện gì mà có thể giữ sạch sẽ. Tại vì ngoài cái sự giữ sạch sẽ đó, nhất là những người mà bị mổ để bắt con cesarean, thì cái vết thương mà quý vị không giữ nó sạch sẽ, nó sẽ nhiễm trùng. Tại sao vậy? Tại vì quý vị mà không tắm, không chà kỹ thì những cái da chết nó đọng ở trên đó, thì khi mà da chết nó là những cái thức ăn rất bổ ích cho các loại vi trùng. Thì vi trùng nó có đồ ăn thì nó sinh sôi nảy nở và nó có thể gây ra sự nhiễm trùng. Thành ra nhất định quý vị phải tắm, và không nên tắm bồn nhưng tắm đứng và rửa sạch sẽ con người mình. Cái thứ ba sau khi sanh xong tôi nghĩ là quan trọng nữa là phải ăn chất bổ. Tôi rất thấy rất nhiều những phụ nữ sau khi sanh xong được bà mẹ nấu những cái nồi súp mà gọi là súp mà nấu chín thật chín đó chị, thịt heo, thịt bò nấu chín thật chín, và nhiều khi bắt con phải ăn thịt kho chị. Thì chị có biết tại sao nó có cái tập quán đâu chị? Em nghe nói rằng là khi mà người mẹ mới vừa sanh xong á, thì không có được ăn nước nhiều, tại ăn nước nhiều thì sẽ giữ nước trong cơ thể, thì chỉ được ăn những cái cơm, những cái thịt kho phải là thật là mặn, thật là cay để mà giữ ấm trong cơ thể để mình không có bị nhiễm lạnh. Vâng, cái đó đúng, tôi không biết là có đúng không, nhưng phải trở lại cái vị trí xã hội mình ngày xưa là một nước rất nghèo chị. Những cái thời mà cách đây độ 50-60 năm á chị, ở vùng quê chúng ta không có tủ lạnh chị. Yeah. Thì cái thịt kho là một phương cách để giữ cái đồ ăn càng lâu càng tốt. Yeah. Thịt kho mình để lâu được rất lâu chị, vì nó kho mặn, nhất là kho mặn, cá kho, thịt kho giữ được rất lâu. Và vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng sau khi sanh xong, những cái đồ bổ nhất thì quý vị được ăn. Tức là ngày xưa nhà quê mà khi nghèo thì có những miếng thịt kho và miếng cá kho, thịt kho thôi.
ngoài ra đâu có chất đạm gì khác đâu chị nhé. Thành ra tôi nghĩ là vì do đó các cụ thường hay cho con mình ăn thịt kho. Ngày hôm nay thì khi mà quý vị đẻ xong thì quý vị mất rất nhiều chất đạm, máu là chất đạm, thì muốn hồi phục mình phải ăn chất đạm, tức là ăn thịt. Thì ngày nay thịt rất là thừa mỡ ở đất Mỹ này, thì chúng ta có thể ăn những tất cả những đồ xào, có rau, có riếc, thì nó đầy đủ vitamin và đầy đủ chất đạm để chúng ta hấp thụ và có một cái sữa tốt hơn là thời mà cha mẹ, các bà, các ông của chúng ta thời xưa. Thành ra quý vị thấy con chúng ta mà nuôi bằng qua sữa mẹ ngày hôm nay, tụi nó bự con hơn ngày xưa nhiều. Tại vì cái quality, tức là cái phẩm chất của cái sữa mẹ ngày hôm nay nó tốt hơn ngày xưa. Và bởi vậy tôi chỉ xin khuyên là sau khi sanh xong đừng ăn thịt kho, mà ăn tất cả những cái chất bổ tốt nhất. Đừng ăn quá nhiều cơm, những cái calorie mà quá thừa, nhưng mà ăn chất đạm, thịt, rau là tốt nhất. Và lúc nào cũng giữ cho mình đủ nước ở trong người, thì có đủ nước thì sữa nó mới ra nhiều. Vâng. Dạ, và nếu mà như vậy thì không biết là đối với quý vị, thì nhất là những cái độ tuổi của các em bây giờ chuẩn bị có con, thì không biết là có người mẹ của mình có thay đổi ý nghĩ hay là không. Và chương trình sẽ tiếp tục trở lại cùng với quý vị sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn.